giấy thanh lực. Đâu. Xin mời các bạn đến với xét đấu này rất gay cấn, hấp dẫn nha các bạn. Đứng trước màn hình ống kính của Đài Lâm là team bãi biển của Bào Cát Tà Bình, là Cao Sơn, Thủ Lĩnh, 5-6 năm liền cùng với Minh Thiện, vô địch bãi biển toàn quốc mình nha các bạn. Cùng với Dũng Lan Triền Hai, Đăng Mèo, Lâm Tới, Lý Quốc và Khánh Châu. Khánh Châu là một trong những cao thủ của quân đội 4, hiện tại bây giờ ẩn nấp về Bào Cát Tà Bình luôn rồi. Hỏi anh câu đi anh Lâm, thấy ai cao thủ gì ai chở anh Lâm? Em thấy anh nói ai cao thủ hết á. Tại vì Đại Lâm tào lao chẳng biết đâu mà các bạn cũng biết rồi. Ủa này biết luôn rồi, giờ được thuốc. Ok man. Ây da. Team bên kia, các em trẻ nó mới lên lạ quá các bạn ơi. Đại Lâm chỉ còn nhớ được có một thằng em bên tay trái bên số 4 mà. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 2020, giải 44. Đây là tại sân đường số 16 với Gò Sòi các bạn, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nào thấy hấp dẫn hay vui, hãy nhớ share và le và share kênh này là vui rồi dò các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đội hình ra sân hiện tại bây giờ có Lâm Tới, Khánh Châu, Lý Quốc, Đăng Méo, Dũng Lan và dự bị là Cao Sơn. Lâm Tới là một cao thủ trẻ đang rất ấn tượng của làng bóng chuyền. Năm rồi anh ta được giải hạng 3 giải trẻ châu Á nha các bạn. Thật sự quá ấn tượng cho Lâm Tới. Một đều. Nếu trước mà hình ống kính của Lâm là Lâm Tới số 4. Lý Quốc đến từ Bánh Bé Sóc Trăng Bún Nước Lèo số 6. Đăng Mèo. Bốn tốt. Đăng Mèo số 5 đến từ Thanh Trương Nghệ An và Dũng Lan đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các trận vòng loại nha các bạn. Lâm Tới quá ấn tượng cho pha bóng vừa rồi. Giải này hiện tại có 2 sân nha các bạn, cho nên quay không đủ các trận đâu các bạn à. Các bạn hãy thông cảm nha. Tại vì hiện tại bây giờ có khoảng 21 YouTuber đang tác nghiệp. Quá hay cho Dũng Lăng. Hay quá. Và Lý Quốc không phụ lòng Dũng Lăng. Dũng Lăng là một trong những cái biệt hiệu dễ thương nhất trên thế gian này. Anh ta đi tới sân nào, anh ta lăn cát về sân nhà để xây nhà luôn. Chiêu chưa? Quốc. Các bạn thấy số 2 là Dũng Lăng, một trong những truyền hay lao biên rất cực đẹp cho Đăng Méo. Nhiều các bạn hỏi Đăng Méo với Đăng Mớm là sao? Xin lỗi các bạn, Đăng Méo đến từ Thanh Trương Nghệ An, còn Đăng Mớm đến từ Củ Chi ăn khoai bì, khoai lang. Các bạn nào có đi địa đạo Củ Chi thì các bạn sẽ biết chui xuống hầm đó thì các bạn phải ăn khoai lang, khoai mì có nghe các bạn.
Quá tuyệt vời cho Lý Quốc. 7-4. Dứt quá. Dứt quá. Đến với giải lần này có cái tem rất dễ thương. Tiên chị, tiên em và bà Khang đến từ Gò Quao, Kiên Giang đang đánh sân trong nha các bạn. Các bạn hãy xem cái giải Kiên Giang Gò Sòi Sóc Sơn nha. Bà Khang chắn hai bà trái tiếng đen dính luôn nha các bạn. Quá ghê. Má nói gì xíu rồi. Đẹp luôn đấy mẹ nó. Quá đẹp. Rồi lên nữa nè. Xong nữa nè. Lâm Tới. Thật sự Lâm Tới quá ấn tượng. Quá bóng vừa rồi. Máy rồi. Cái này nó đấu tình cảm không anh chị? Sao trên? Đội bên kia là đội của công an. Mày thua là bắt mày luôn á. Nói vô đủ mới đội bên kia đội công an. Không cặp tốt. Hãy số được nghệ 16. Đăng Méo vừa kết thúc một quả trên tay trắng. 16. Qua cái phong công không đẹp của đội công an, điểm số là 70. 70. Sân bóng hiện tại bây giờ khoảng 28.000 khán giả các bạn. Rất đông khán giả đang dự khán trận đấu này. 11-7. Nhú dội lại luôn. Nhú nhú hay quá. Một pha giò gà mắc kiếng giống như đánh bia. Lý Quốc không phụ lòng đồng đội. Mười ba bảy. Ở trong kia mấy trẻ cái quà nó quýnh súng bắn luôn. Dở ẹt. Dở ẹt là mặt cao quýnh vậy. Mặt cao mà đụng mẹ, đụng mấy mấy con gà mình cũng mẹ dở ẹt quýnh nó hoài. Cái đó mày vô loại trực tiếp rồi quay mấy ai còn cái này cũng mẹ vô rồi. Điểm số cho đội công an 84. 84. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Tỷ số nghe về cho team Bãi Biển 15-8. Thắng đậm luôn á. Đây là trận đấu trên lệch về đẳng cấp quá các bạn ơi, có nửa đường à. Đây là toàn bộ khán giả sân ngoài nha các bạn. Khoảng 28.000 khán giả đang ngồi đây. Rất nhiều youtuber đang tác nghiệp đây các bạn. Đây là youtuber thằng em đến từ Củ Chi. Dầu tiếng gì lung tung nó cũng gặp nó luôn.
Còn đây là cổ viên quá nhiệt tình, quá ghê gớm của Bến Tre. Rồi, chúc các bạn xem bóng vui vẻ nha. Các bạn nhớ share và like và share ủng hộ kênh Để Làm Vui Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nè. Hẹn các bạn các trận đấu tiếp theo nha. Ok, men vô hàng.